Cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có một số dòng chớp mà con xin muốn giới thiệu với các cô chú. Và số thoại của con ngày hôm nay là 0908 846 804 nha cô chú. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An nha cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và ngày hôm nay thì có một số dòng chớp tôi còn muốn giới thiệu cho các cô chú mình sưu tầm. Và cây chớp đầu tiên nó đang có hoa sẵn nè, để con giới thiệu các cô chú mình xem luôn. Đây là nó ra hoa đầu ngọn, nhưng mà hoa này do cây này nó còn nhỏ quá nên hoa nó không được nhiều cho cô chú. Nó chỉ ra tầm khoảng 1-2 hoa để cô chú mình xem cho đầu chuẩn hoa thôi. Đây là cây chớp kinh ba nha cô chú, chớp này chớp rất là rõ, đây là kinh ba. Và giá tiền ở chậu kinh ba chớp này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra để cho các cô chú mình sưu tầm. Với giá tiền là 850 nha cô chú, đây là chớp kinh ba, 850 nghìn. Đây là cái hình cây của chậu chớp kinh ba, mã số là mã số 1 nha cô chú. Và đang có một cái thân này, thân dưới nè, là đang có hai mầm. Và hai mầm thì vẫn còn mắt đầy đủ nha cô chú, và lớn nhất là sẽ tầm khoảng 4 mầm nữa. Và giá tiền của giò này thì bên cửa hàng bên con bán ra là 850 để cho các cô chú mình về sưu tầm. Đó. Và kích thước là 16 cm nha cô chú. Đây là kinh ba và mã số là mã số 1. Giá tiền của nó là 850 cho mã 1. Chốt kinh ba đang hoa. Tiếp tục đây là một hoa chốt Red Bull nha cô chú, và chậu chốt Red Bull này thì giá tiền của nó ngày hôm nay bên cửa hàng Hoa Lan mình còn đang bán ra để các cô chú mình sưu tầm chậu chốt Red Bull này. Với giá tiền là 1,8 triệu nha cô chú, đúng mình nhất một chậu thôi, không có hàng nhiều. Đang có tổng cộng là hai mắt chính và một mắt phụ nha cô chú. Đây là cộng đầu, đã trồng bám rễ rất là khỏe cô chú. Đây là chớp Red Bull nghịch, mặt hoa của nó rất là đẹp nha cô chú. Chớp Red Bull nghịch là hoa rất là chuẩn, chớp luôn cả lưỡi. Và giá tiền là 1,8 triệu, mã số là mã số 2, Red Bull nghịch. Đây, tổng cộng là một mắt chính nè cô chú, một mắt chính nè, hai mắt nè, đây là ba mắt nè, tổng cộng là ba mắt. Và đây là chậu chớp Red Bull, và mã số của nó đó là mã số 2. Giá tiền chậu này ngày hôm nay thì bên cửa hàng Hoa Lan mình con đang bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm, với giá tiền là 1,8 triệu, kích thước là 15 cm. Để chớp Red Bull nha cô chú. Tiếp tục mã số 3, đây là một cái mặt hoa chớp, và đây là cây chớp Hiruchi nha cô chú. Hoa của nó rất là đẹp, cánh của nó của chúng mình nhìn cái chớp sao rất là rõ nè cô chú. Đây là chớp Hiruchi, và giá tiền công chớp Hiruchi ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán ra để cho các cô chú mình sưu tầm cái hướng này, với giá tiền là 800 nghìn nha cô chú. Đây là Hiruchi, mặt hoa rất là đẹp, chớp cái mặt sau rất là nét nha cô chú. Đây là Hiruchi chớp, mặt hoa chớp rất là chuẩn, giá tiền của nó là 800, mã số là mã số 3. Hiruchi này tôi thấy không, đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe nè cô chú. Đang ở đây thì cái thân già này vẫn còn mắt, mình khai thác thêm mắt. Và đây là chậu chớp Hiruchi, mã số của nó đó là mã số 3. Và giá tiền của ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán cái chậu chớp này, với giá tiền cho các cô chú mình về để mình sưu tầm là 800 nha cô chú. Chớp Hiruchi, và kích thước của nó đây là 10 cm, giá 800 nghìn. Hai thân già và một cung đầu, và thân già vẫn còn mắt nha cô chú. Mã số là mã số 3, 800. Tiếp tục đây là chậu chớp chuồng nghịch nha cô chú. Đây là chớp chuồng 42, và giá tiền của chậu này thì ngày hôm nay cửa hàng bên con đã bán ra cái hướng này để cho các cô chú mình về mình sưu tầm, với giá tiền là 1,7 triệu nha cô chú. Đây là chớp chuồng nghịch, giá là 1,7 triệu. Đang có hướng rất là đẹp, và rễ thì nó cũng đã bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe để các cô chú mình về. Nếu mà cô chú nào mà mình, tại vì cái này cũng mới trồng lại thôi, nếu mà cô chú nào mình ở gần thì tôi sẽ bỏ chậu ra luôn để mình về mình cắt tỉa rễ là phần mình trồng lại nha cô chú. Đây là chớp chuồng 42, và chậu này đây là cái hình cây chậu chớp chuồng, đây là chuồng 42. Và chậu này thì con đã bắt đầu là con mới về trồng lại thôi, của chúng mình về mình sẽ bắt đầu mình kích lại rễ cho nó, mình xịt kích rễ cho nó để cho cây mình nó ra rễ mạnh hơn, rễ khỏe hơn. Và một cái thân đang đi ngọn là nó đang dài là 14 cm. Đây là cộng đầu, kèm theo là một thân đã đứng ngọn rồi nè, một cộng đầu một thân mẹ. Giá tiền của nó là 1,7 triệu, mã số là mã số 4. Và cây này rất là lực nha cô chú, đây là chớp chuồng. Đó, chuồng này là chuồng nghịch 42 nha cô chú. Giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng mình còn bán ra với giá tiền là 1,7 triệu để các cô chú mình về sưu tầm. Mã số là mã số 4, giá 1,7 triệu. Và đây là cái mặt hoa tiếp theo, đây là chớp Susan nha cô chú. Và chậu Susan này thì bên cửa hàng bên con đang khoảng 2-3 chậu Susan. Đó, chớp Susan. Mặt hoa rất là đẹp và nó chớp rất là chuẩn nha cô chú, và chớp nó cực kỳ đậm luôn. Đây là chớp Susan nè, đã bắt đầu chớp rất là đẹp. Và cái này là chớp rễ nha cô chú, hàng này là hàng trồng thân,
và con đang có một cái giò lớn và nó sẽ lên ít nhất là tầm khoảng 6 mầm nữa. Một giò này là nó có một thân mẹ rất là lực, kèm theo đó là hai mắt chính và một mắt phụ. Giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 3 triệu nguyên giò, trong chỗ đây là chấp Susan. Đây là giò rất là lực, giò tiềm năng luôn, giá là 3 triệu. Đây, chúng mình thấy chưa? Hai cái thòng đầu này mắt của nó rất là sáng, này chuẩn bị lên nhất là tầm 4 mầm nữa. Và ở đây thì đang có một cái mắt phụ nè của chú, mắt phụ đã lên kỳ rất là lực và chờ xuống rễ thôi. Đang đi ngọn phà phà luôn. Và cái chậu này á, con nói là ít nhất là 6 mầm thôi đó. Nhưng mà nếu nó sẽ lên cái mắt phụ thêm nữa là có khi là mỗi cái thân này nó sẽ lên tầm khoảng 3 mầm. Nếu mà nó lên 3 mầm ở mắt phụ thì tổng cộng là 9 mầm với nhau cô chú. Đây là chớp Susan, đây là một cái giò tiềm năng. Và mã số của nó đó là mã số 5. Và giá tiền ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán cái giò Susan này với giá tiền là 3 triệu chớp Susan. Và kích thước từ gốc mà lên tới đầu ngọn của cái thân lớn nhất của nó là 30. Và một số mầm ngắn nó ngang ngửa nhau là 15cm nha cô chú. Đây là chớp Susan. Giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là... Và đây là cái hình... cái mầm của chớp Susan nào của chú, và mã số chỗ này đó là mã số 6. Và giá tiền ở chỗ này từ bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 900 nào của chú. Đây là chớp Susan. Thân này thì vẫn còn đang đi ngọn luôn. Đây là cọng đầu. Và cái kích thước của nó đang là 10, tầm khoảng 11cm đó của chú. Đây là chớp Susan. Và cọng này là cọng đầu nha của chú. Đã bám rễ rất là khỏe. Mắt ngủ thì vẫn còn đầy đủ luôn. Mắt vẫn còn rất là sáng nha của chú. Đây chuẩn bị sẽ bật mầm gốc lên liền luôn. Đây là chớp Susan. Mã số của nó đó là mã số 6. Và giá tiền ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 900. Susan mã số 6, 900. Susan mã số tiếp theo đó là mã số 7 nha cô chú. Và chỗ này rễ bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe nè. Và đang có một mầm kèo đó là đang cái mầm này thì đang chuẩn bị là sẽ lên hai mầm gốc nha cô chú, rất là lực. Và ở đây thì nó vẫn còn một cái mắt phụ. Và giá tiền của nguyên cái giò Susan này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra với giá tiền là 1,5 triệu. Mã số là mã số 7 nha cô chú. Dendro chớp Susan 1,500,000 cho mã 7. 1,500,000 cho cái giò chớp Susan mã số 7 nha cô chú, rất là lực, đã xuống rễ rất là khỏe luôn. Mã số 7 1,5 triệu. Tiếp tục đây là cái mặt hoa Sesabin nha cô chú, và chậu Sesabin này á thì bên cửa hàng bên con đang có một số cái mầm nhỏ và giá tiền thì cũng rất là dễ chịu cho các cô chú mình về sưu tầm. Đây là Sesabin nha cô chú. Kỳ rất là lực. Rất là khỏe nè cô chú, đang xuống rễ rất là khỏe, thân đã bắt đầu vẫn còn đang đi ngọn nè, chuẩn bị là đứng ngọn rồi. Và kích thước của nó đang là 4cm nha cô chú. Đây là cọng đầu và nó có hai mắt rất là sáng nè. Giá tiền của chậu pin ngày hôm nay thì bên cửa hàng Hoa Lan bên con đang bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 1,300,000 nha cô chú. Đây là chớp Sesabin, mặt hoa rất là chuẩn, giá là 1,3 triệu. Cây rất là khỏe nha cô chú. Mã số là mã số 8. Chậu này rất là nét, rất là lực, đã xuống rễ phà phà luôn cô chú. Đây là cọng đầu, giá tiền là 1,3 triệu. Đây là chậu chớp Sesabin mà xứ theo đó là mã 9 nha cô chú, giá là 1,5 triệu. Và kích thước của nó đang là 8cm, đây là cũng là cọng đầu luôn. Và rễ cũng đã bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe cô chú. Kèm theo đó thì đang có rất là nhiều rễ đang xuống phà phà nè. Và mắt của nó rất là sáng, đây là Sesabin chớp. Mã số là mã số 9. Và giá tiền của cái mầm mà cộng đầu ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra là 1,500,000 cho mã 9 nha cô chú. Đây là Sesabin, mã số 9, giá là 1,5 triệu, rất là khỏe, rất là lực. Đen chớp Sesabin nha cô chú, mã số 9, 1,500,000. Tiếp đây là cái ngọc chậu lan chớp ngọc chai đen nha cô chú, mặt hoa chớp chuẩn với hình nè. Đây là chớp ngọc chai đen. Mặt hoa này nó còn có một cái tên gọi khác là cây Violet nha cô chú, Violet. Cái này là cây Violet hoặc là cây ngọc chai đen. Và cái giò này thì nói chung là cũng rất là lực, con mới vừa tách ra để cho các cô chú mình về mình thấy là mình sưu tầm. Đã xuống rễ rất là khỏe nha cô chú, đây là cọng đầu luôn nè. Mắt của nó rất là sáng nè. Mắt rất là sáng, chuẩn bị sẽ bật vòng gốc lên. Và giá tiền của cái cọng ngọc trai đen này ngày hôm nay thì cửa hàng bên con đang bán ra để cho các cô chú mình về sưu tầm. Giá rất là mềm. 1,800,000 nha cô chú. Đây là chớp ngọc trai đen. Và kích thước của nó đang là 11cm. Và ngọc trai đen thì lâu lâu mới tách một lần thôi chứ con không có nhiều để tách nha cô chú. Đây là ngọc trai đen nè. Thân thì vẫn còn đang đi ngọn luôn á. Giá tiền của nó là 1,800,000 ngọc trai đen, mã số 10. Tiếp tục thì bên cửa hàng bên con đang có một cái mặt hoa Bensuda chớp nha cô chú, hoa rất là chuẩn. Và giá tiền cộng này ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình đó là một cộng đầu, giá tiền là 1,700,000 nha cô chú. Bensuda chớp thân thì đã đứng ngọn rồi, rất là khỏe nè, và đang chuẩn bị là sẽ có hoa chính chủ để mình về mình ngắm luôn. Giá tiền của nó là 1,800,000 nha cô chú. Bensuda chớp đã xuống rễ rất là khỏe nè, và mắt của nó vẫn còn đầy đủ nên chuẩn bị sẽ bật một gốc lên.
mầm này đã bám rễ rất là khỏe rồi, nên các cô chú mình cứ nhanh tay về sưu tầm thôi. Bên soda chớp đây chuẩn bị là sẽ cho hoa nha cô chú, rất là sáng nè. Và kích thước của cái cọng bên soda chớp này thì bên cửa hàng bên con đang đo được là 18 cm nha cô chú. Bên soda chớp và mã số là mã số 11, giá tiền của nó là 1.800.000 cho mã 11. Đây là cây chớp Ruby No 2 nha cô chú, và chậu Ruby No 2 này là một cái mặt hoa rất là thích. Và cây Ruby No 2 này nó chớp sâu hơn cây Ruby No 1 rất là nhiều. Đây là chớp Ruby No 2 nè cô chú, rất là đẹp. Ruby No 2 chớp mặt sau nè. Ruby No 2 này là mỗi cọng đầu và mắt của nó vẫn còn đầy đủ nha cô chú. Đã bắt đầu xuống rễ rất là khỏe. Và giá tiền của chậu chớp Ruby No 2 ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 2.500.000. Mã số của nó đó là mã số 12, giá là 2.500.000 nha cô chú. Ruby No 2.